Chào mọi người nha. Hôm nay là hai em lại về nữa nha mọi người. Hà em đang xuống đây. Về 360, 365. Sinh năm 64 N86 nha mọi người. Đang xuống nha. Rồi xe nha. Rồi trước này hơi nhiều nha mọi người. Toàn là hàng lớp đời cao nha. Chưa vệ sinh nè, lò nè. Quá sạch luôn. Tám 18 17 17 18 19 20 không nha mọi người. 17 ít. Quá đẹp luôn. Sát vô. Quá trời đẹp luôn. Úi sợ con này lò mới toan. Nhìn này mới toan. Lò nướng nha mọi người. Về mới về đây. Còn là hàng lửa đó nha. Lò này là lửa cực kỳ đẹp luôn nè. Về 17, 18, 19, 20. Sập này, sập này. Kê bên giỏ lên. Giỏ lên, giỏ chân lên. Để cái sao kỳ vậy, để kỳ vậy. Phải rồi, có nút vặn đâu, có nút nhắn đâu để nút vặn được. Nút vặn nó nhỏ hơn. Ồ, con này 25 đó nha. Con này là thấp nha. 15, 2 con 25 luôn nè. 3 con 18 17 18 đồng 17 18 là nhiều nha mọi người, người thấp ít 15 là thấp nhất rồi nha mọi người. Nói chung là hàng đợt này đời cao nhiều. 15, 16 ít nha. Quá trời quá đất luôn. Anh chị em nào cứ đặt hàng thoải mái nha mọi người. Cái này cho lựa chọn luôn nha. Ưu tiên những người đặt hàng trước nha. Còn hàng đẹp không? 360, 365 thì nhà quá trời luôn. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha.